皆さんこんにちは。先生こんにちは。皆さんこんにちは。はい。Hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài số 11. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách đếm nhé. Cách đếm về người hay là đồ vật thế nào. Đây. Hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng. Chúng ta sẽ có một vài cái động từ như sau. Cái động từ là gì nhỉ? Imas. Imas không học bài mới học rồi đúng không? Imas. Chúng ta sẽ chia ra gì nhỉ? Dạng trước sẽ là iru. Iru. Là học rồi, chia rồi, được chưa? Tiếp. Động từ này gì nhỉ? Kakarimasu. Kakarimasu. Chia là gì? Kakaru. 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 Còn động từ nữa? Yasumimasu. 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 Đang nghỉ đấy nhỉ? Nghỉ học hay nghỉ công ty đấy đúng không? Nghỉ làm đấy. Yasumu. Yasumu. Đây là chỉ là nghỉ không thôi chứ không phải là bỏ việc nhé nhỉ? Vâng. OK, nghỉ không phải nhé. Anh đọc. Imasu. Imasu. Iru. Iru. Kakarimasu. Kakarimasu. Kakaru. Kakaru. Yasumimasu. Yasumimasu. Yasumu. 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 Iru. Iru. Kakaru. Kakaru. Yasumu. Yasumu. Được chưa? Hai. Hai. OK. Đây này. Bố cô cơ bản ngày hôm nay này. Hôm nay 1, 2, 3, 4. Được chưa? Đơn giản rồi. Nhanh đi mà. Chứ là các bạn luyện tập. OK. Các bạn luyện tập nào. OK. Cách dùng số đếm này. Cách dùng số đếm thì trước tiên thì các bạn xem cách dùng số đếm của thầy. Clip là thầy dạy với cô Noriko rồi đúng không nào? Phải xem trước clip đấy nhá. OK. Thì mới học được bài này. Được chưa? Cái bài này này, cách đếm thì chúng ta sẽ có cách đếm chung này, cái giống như tiếng Việt, một cái, hai cái đấy. Đã đọc rồi đúng không? Trong từ vựng có đúng không? Đọc lại một lần nhá. Hitotsu. Hitotsu. Se no. Futatsu. Futatsu. Đúng không? Mitsu. Cần gì được không? OK. Tiếp theo. Yotsu. Ichitsu. Ichitsu, đúng không? Mitsu. Mitsu, đúng không? Số 7. Nanatsu. Nanatsu, giống như số 7 rồi đúng không? Nanatsu. Tiếp. Yatsu. Yatsu, đúng không? Yatsu. Kokonotsu. Kokonotsu. To. To. To, đúng không? Trên 11 thì chúng ta sẽ đếm về cái đếm bình thường. Để xem nào. Cái đếm bình thường. Số đếm thì có nhiều loại, đúng không nào? Hay đếm người, đếm nhà, đếm cửa, đếm sách, đếm giày, được chưa nào? OK. Thì cái đếm có sẵn, bây giờ nhắc lại một vài cái này thôi. Đếm 10 thì là gì? Nim, nim. Nim đúng không? Nim nhật đấy. Nhưng mà một người, hai người sẽ là gì? Hitori. Người là gì? Hitori. Hitori đúng không? Hai người sẽ là? Futari. Futari đúng không nào? Người sẽ nim nhật đấy. Số đếm của nim. San nim, yo nim, go nim nhật đấy. OK. Bốn người là gì đặc biệt? Yonin. 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 Được chưa? Cái này những cái đặc biệt này khi mà đi thi nó sẽ xuất hiện nên là chúng ta phải để ý nhá. Nhà dễ là gì ạ? Một cái, hai cái, ba cái. Ken. Đúng không? Sách thế nào? Satsu. Satsu đúng không? Hay giày sẽ là gì nhỉ? Soku. Soku đúng không? Soku đúng không? Đếm vật mỏng này là gì? Mai. Mai đúng không nhỉ? Mai thon tròn dài này hả? Pong. Pong đúng không? Đếm cốc bia các thứ đều pong hết. Ít pong đi hoặc sang pong này. OK. Được chưa nào? Hai. Tất cả các số đếm này được trình bày đầy đủ ở trong phần thì sẽ có khoa phần tham khảo hay là trong cuốn sách thì gì nhỉ? Giải thích tiếng Việt đó đúng không? Hai. Sẽ là trang 176-77 nhưng mà tùy vào sách nha, có sách cũ có sách mới, nhưng mà sách mới của bạn là trang hình như là trang 166 ạ. 168 này, 169 này, đúng không? Nói chung là cứ dở cuốn sách ra là có nhé. Vâng. OK chưa? Hai. Hai. Về cách sử dụng của nó như sau. Cách sử dụng này nhé. Đây. Đầu tiên là danh từ. Cái gì đó ngày xưa chúng ta học rồi đấy. Là thì ố bắt xong động từ này. Được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ cho cái số từ số đếm này vào đằng trước động từ được. Được đấy đó. Được chưa? Thì dựa đây là mua cái gì đây đọc này. Ice cream を2つ買いました. Đây là gì đấy? Tôi đã mua hai quả kem. Đúng không? Tôi đã mua hai quả kem. Được chưa? Hai quả kem này. Đây là câu hỏi. Câu hỏi ở đây là chữ rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng là gì đây? いくつ đúng không? Chữ ですね. Ví dụ chúng ta sẽ sách để bạn hông. Ở đây nếu mà là hông. Hông thì ở đây sẽ là gì đây? Bình thường chúng ta dùng đến chung rồi. いくつ cũng không ra. Nhưng mà đến sách sẽ là gì nhỉ? なんさつ những cái gì nhỉ? Từ nghi vấn từ này rất quan trọng nên các bạn phải đọc nhé. Vâng. Okay. 何冊買いましたか? Được chưa? Hông は、hông を何冊買いましたか? Được chưa? Được chưa?
hai. Ví dụ là hai người đọc này. Cha là hai người đọc. Chan san, chike no ue ni hon ga nansatsu arimasu ka? Chukue no ue ni hon ga hasatsu arimasu. Ừ, đúng rồi. Hon ga hasatsu arimasu. Được chưa? Có gì cả đi đấy? Trên bàn thì có mấy quyển sách? Trên bàn thì có mấy quyển sách? Trên bàn thì có 8 quyển sách ạ. Ok. Là có mấy quyển sách ở trên bàn đúng không? Này, có 8 quyển trên này. Đây là gì đây? Hasa. À, đây hasa chữ này đúng không? Hasa chữ. Hasa chữ. Đó, hasa chữ arimasu. Đó. Hãy tiếp. Class ni gakusei ga nan nin imasu ka? Class ni gakusei ga 25 nin imasu. 25 nin imasu. Được chưa? Hãy tiếp theo. Kuchu o nansoku kaimasu ka? Kuchu o ni soku ga imasu. Kaimasu. Kuchu o ni soku kaimasu. Ni soku kaimasu. Mai gì cả gì đây? Có mấy đôi giày. Đã mua bao nhiêu mấy đôi giày? Bạn đã mua mấy đôi giày? Bạn mua mấy đôi giày? Đúng rồi. Bạn mua 2 đôi giày. Mua 2 đôi. Ví dụ 2 đôi 4 chiếc. Mua mấy đôi? 2 đôi. Cả chưa mua thế chưa? Sẽ mua thế chưa? Ok. Em mua 2 đôi. Thế như nào? Tiếp. Biru o nanbai nomimashita ka? Biru o nibai nomimashita. Ni hai. Cái này ni hai. Nanbai nomimashita ka? Đúng không? Nếu mà thì 2 cốc sẽ là ni hai. Ni hai. Ni hai nomimashita. Ni hai nomimashita. Xem clip kia kỹ rồi nhé. Ok. Ni hai nomimashita. Tiếp. Inu o nanbiki kaimasu ka? Kaimasu ka? Inu o sanbiki kaimasu. Hai, sanbiki. Sanbiki kaimasu. San. Inu o sanbiki kaimasu. Hai, sanbiki kaimasu. Sanbiki kaimasu. Tiếp. Son-san wa nansai desu ka? Son-san wa 26 sai desu. Quay đơn giản rồi đúng không? Vâng. Nansai desu. Tiếp. Kono biru wa nankai desu ka? Nankai desu ka? Kono biru wa 5 kai desu. Biru wa 5 kai desu. Nhưng mà trong giao tiếp bình thường các bạn nhớ nhé. Có thể nó sẽ là gì nhỉ? Nankai để được hết. Nankai desu ka? Nankai. Nankai. Nhưng mà khi đi thi thì người ta sẽ dùng sử dụng nankai này. Được nhỉ? Chẳng hạn như là trong tiếng Việt chúng ta có câu này. Cảm ơn. Mình cả cảm ơn. Cảm ơn là cảm ơn. Đúng không? Đây, cảm. Cảm ơn. Cảm thì cảm đúng không? Đấy là nói. Nhưng mà thực tế thì chính xác của nó sẽ là cảm. Cảm ơn. Đấy nhỉ? Chính xác. Và gì nhỉ? Trong bạn nói thì thường nhiều vậy, nói là cảm ơn. Cảm ơn. Đấy, cũng tương tự như thế nhỉ? Đây. Ok. Đấy, tiếp theo. Sachu o nanmai araimasu ka? Sachu o 10 mai araimasu. Cái này gì đấy? Bạn đã giặt mấy cái áo ạ? Tôi đã giặt 10 cái. Sẽ bạn sẽ giặt mấy cái áo? Tôi sẽ giặt 10 cái. Ví dụ mình mang quần áo ra hàng, giặt ra hàng đúng không? Em giặt mấy cái, đúng không? Sachu o nanmai araimasu ka? Được chưa? Tiếp. Pen ga. Pen. Pen ga nan hon arimasu ka? Nan bon. Nan bon. Pen ga nan bon arimasu ka? Nan bon. Nan bon. Nan bon arimasu ka? Pen ga 20 bon arimasu. 20 da. 20 bon. 20 bon. 20 bon arimasu. Arimasu. Có bao nhiêu cái bút? Đúng không? Hai mươi cái bút. Ok. Nam bồng. Nam bồng này mất cả. Nam bồng này mất cả. Nizu bồng. Được chưa? Đây. Ok. Tiếp. Mi kan o ikuchu tabemasu ka? Tabemasu ka? Tabemasu ka? Mi kan o ikuchu tabemasu ka? Được chưa?
Em ạ, chị ăn. Chị ăn mấy quả quýt? Chị ăn mấy quả quýt vậy? Chị đã ăn 5 quả. Chị ăn 5 quả. Ok. Không chịu. Hai, ok nhỉ? Xong rồi đúng không? Tiếp theo phần thứ hai này. Dono kurai vemasu ka? Dono kurai là gì nhỉ? Khoảng. Bao lâu? Bao lâu đúng không? Bao lâu thì xem. Học tiếng Nhật bao lâu rồi? Được chưa? Và gì nhỉ? Khi mà chúng ta nói rõ thời gian được, và chúng ta nói khoảng được. Ok. Khoảng một tháng chẳng hạn. Hay là em học một tháng rồi, khoảng thêm ngữ đài vào nhé. Vâng. Ok. Được chưa? Hai. Vậy thì nhỉ? Cái này học cái gì đây? Ichi-gan. Thế như gan mà nhé. Một tiếng. Một tiếng. Đấy chưa? Gan này coi như là một tiếng. Một tiếng, được chưa? Tiếp. Ichi-ichi đúng không? Vâng. Ichi-ichi. Là gì đấy? Một ngày. Em đọc là gì? Một ngày xong đấy là gì? Một tuần. Tuần đọc là gì? Ichi-gan. Hai. Ichi-gan này nhé. Ichi-gan. Tiếp.1ヶ月。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 1
1ヶ月1年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 1
khoảng, đúng không? Khoảng một năm nhé. Hai, ok. Nào, hai người. Hà Nội kara Đà Nẵng ma đế bát sự đế đô no kurai ji kan ga kakarimasu ka? Hachi ji kan kurai kakarimasu. Dịch câu này thế nào? Từ Hà Nội đến Đà Nẵng bằng xe buýt thì tốn mất bao nhiêu tiếng ạ? Mất bao nhiêu tiếng đúng không? Mất bao nhiêu tiếng đúng không? Mất khoảng 8 tiếng.20万ドンかかります。20万ドン。20万ドンは20ドル。20万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 
shimashita. Ừ. Cái gì? Bạn đã học tiếng Nhật được bao lâu? Tôi đã học tiếng Nhật được khoảng 4 năm. Khoảng 4 năm đúng không? Tiếp. Dono kurai nihon e ikimasu ka? 3 kagetsu kurai ikimasu. Bạn đã đi Nhật được khoảng bao lâu? Đã đâu? Bạn đi Nhật khoảng bao lâu? Bạn sẽ đi Nhật khoảng bao lâu? Tôi sẽ đi khoảng 3 tháng. Được chưa? Tiếp. Ryori wa dono kurai de dekimasu ka? Super kurai để dekimasu. Ở đây sẽ là gì nhỉ? Dekimasu là diễn tả hay là cái hoàn thành đúng không? Okay. Nói rồi sẽ xong, cái câu này sẽ gọi là dekimasu cho người sẽ xong. Khi mà nói đến việc nấu ăn thấy không? Đây, bao lâu thì sẽ xong món ăn này? Được chưa? Bao lâu thì sẽ xong món ăn? Được chưa? Khoảng 10 phút sẽ xong. Được chưa? Dekimasu trong bài 19 nữa học này có thể cái gì đó, nhưng mà trong bài này khi mà nói đến món ăn thì nó tương đương với nghĩa là gì nhỉ? どのくらいこのバイクを修理しますか?
1日 くらいかかります。うん、いや、いや。どのくらい会社を休みましたか1週間休みました mất khoảng à đâu nghỉ chị nghỉ ở công việc này khoảng bao lâu rồi công ty chị đã nghỉ nghỉ việc cái cả gốc từ này nghỉ việc chị đã nghỉ việc khoảng chị đã nghỉ việc khoảng bao lâu khoảng chị đã nghỉ việc bao lâu rồi chị nghỉ khoảng một tuần rồi chị khoảng một tuần chị đã nghỉ một tuần chứ không phải khoảng đấy chị đã nghỉ một tuần rồi được chưa nào tiếp hãy nào có số 7 này à, ở đây có từ này onaka là đau là đau này là bụng này itai là đau này như này đâu khi mà chia sẻ quá khứ của nó thì sẽ là itakata nhé itakata desu ka cái này các bạn chưa học đến bài 12, 16 nhỏ sẽ học nhé itai là bụng thì các bạn cứ đọc đi à dono kurai onaka ga itakata desu ka asa kara itakata desu tức là gì nhở em đau bụng bao lâu rồi đúng không em đau từ sáng có nhiều cách trả lời đúng không em đau từ sáng được chưa nào đấy dono kurai tanjoubi party o shimasen deshita ka junen kurai shimasen deshita thì câu này gì ra chị đã không đúng rồi đã không chúc sinh nhật nào từ bao lâu rồi chị đã không tổ chức sinh nhật đúng không? Chị đã không làm khoảng 10 năm. Đúng không? 10 năm. Khoảng 10 năm nay chị không làm đúng không? Đấy, tiếp theo. Dono kurai kono hon o karimashita ka? Ikagetsu kurai karimashita. Karimashita. Ikagetsu kurai karimashita. Là gì? Em đã mượn quyển sách này bao lâu rồi? Em đã mượn quyển sách này bao lâu rồi? Em mượn quyển sách này khoảng 1 tháng rồi. Khoảng 1 tháng rồi, đúng không? Ok. Dono kurai de shigoto ga owarimasu ka? 3 jikan kurai kakarimasu. Nghĩa là gì đây? Kurai khi mà đấy là chỉ được kết thúc này vừa nãy con dekimasu đúng không? Nghĩa là owarimasu này đúng không? Thế là cứ đại đế này bao lâu ấy đúng không ạ? Để xong công việc này khoảng bao lâu để kết thúc việc này kết thúc công việc là xong đấy xong việc này khoảng bao lâu ấy đúng không mất khoảng 3 tiếng khoảng 3 tiếng được không ok hai tiếp ní kiểu chúng ta hay nói này một ngày làm mấy lần này một tuần làm mấy lần này đúng không hay một năm tổ chức mấy lần này thế là thì chúng ta sẽ dùng gì ạ lượng từ chỉ thời gian tức là mấy từ vừa nãy mình cho học á nhớ không ạ một tiếng này vâng một tuần một ngày một tháng này đây lượng từ chỉ thời gian này chưa và sau đó sẽ là cai số lần đấy vâng ní này trong khoảng thời gian ní này cai ví dụ cụ thể chúng ta sẽ biết được chưa hai đây chỉ đi chỉ ní tức là gì đấy trong một ngày cai sáng cai ba lần được chưa uống thuốc này một ngày ba lần sẽ các em có từ gì đây ichinichi ni được chưa hai đó là lần này trang ichinichi ni san kai kono kusuri o nomimasu hoặc là chúng ta sẽ cho cái này lên đầu tiên kono kusuri wa kono kusuri wa ichinichi ni san kai o nomimasu san kai nomimasu san kai được chưa vâng cái này lên hết đầu rồi mà vâng được chưa hai kono kusuri wa ichinichi san kai nomimasu được chưa tiếp ichikan ni ichikai ikkai ikkai to shokan e ikimasu nghĩa là gì một tuần
đến thư viện một lần. Ừ, một lần. Được rồi, hai. Đến thư viện một tuần một lần nhé. Tiếp. Ichinichi ni nikai gohan o tabemasu. Go kai. Ichinichi ni nikai gohan o tabemasu. Một ngày ăn cơm hai lần. Ừ. Đấy, ok. Tiếp. Chúng ta làm tiếp này. Ví dụ. Ikagetsu ni ikai eiga kan e ikimasu. Tức là tôi đi sẽ đến dạp chiếu phim một tháng một lần ạ. À, đi dạp chiếu phim một tháng một lần. Tiếp. Ikshu kan ni sankai koibito ni aimasu. Một tuần tôi gặp người yêu ba lần. Ừ, koibito là người yêu đúng không? Một tuần. Tiếp. Ichikan ni nikai soccer o shimasu. Một tuần tôi đá bóng hai lần. Ừ, một tuần tôi đá bóng hai lần đấy. Ok. Nhưng mà này, bây giờ mình sẽ dạy thêm một tí nữa nhé. Khi mà chúng nói ichikan một tuần đúng không? Hai. Khi mà muốn nói nhanh hơn đó, thì chúng ta sẽ chỉ cần nói này. Shu nikai. Siêu này một tuần. Như tiếng Việt nó tuần hai lần này. Tuần hai lần. Được, một tuần không nói một tuần nữa mà chúng ta sẽ nói là tuần. Siêu nikai. Siêu nikai. Siêu nikai. Nikai là này. Chúng ta sẽ đọc từ này cộng với từ này thôi. Được chưa? Siêu nikai nikai. Ok. Bỏ này đi. Bỏ này. Được chưa? Chúng ta sẽ còn là này. Siêu nikai sakaoshima. Tương tự như thế. Siêu sang cái. Siêu sang cái. Koibito ni aimasu. Đấy cho nó nói nhanh đúng không nào? Siêu năng cài ですか? Được chưa? Tầm mấy lần. Ok? Hiểu chưa? Hay. Cái phần đấy vào đây nhá. Cụ thể vào. Xong rồi quên. Tiếp. Đến nữa ai đọc này? Bảy là Thúy. Ichinen ni ikai nihon e ikimasu. Đúng rồi. Năm thì đi Nhật một lần đúng không? Tiếp. Ikagetsu ni sankai dansu o benkyou shimasu. Tôi học nhảy 3 lần trong một tháng. Đúng không? Okay. Tiếp. Ikagetsu ni ikai ie e kaerimasu. Một tháng tôi về nhà một lần. Tôi về nhà một lần này nhé. Ie ở bằng jikka. Jikka. Jikka học chưa? Jikka là quê của mình đấy. Anh ghi là jikka. Jikka. Jikka là cái quê đúng không? Jikka này mình cũng giải thích rồi. Đấy nhiều rồi. Jikka là gì nhỉ? Khi mà mình không phải là dân Hà Nội chính gốc đây. Quê mình ở Việt Trì chẳng hạn. Nhà bố mẹ mình ở Việt Trì thì đấy là jikka. Được chưa? Ok? Hey. Tiếp. Ichinen ni nikai te nikai tegami o kakimasu. Một năm thì tôi viết thư hai lần. Tôi viết thư hai lần đấy. Ok. Tiếp. Ichinichi ni nishikan nihongo o benkyou shimasu. Ichinichi ni nishikan nihongo o benkyou shimasu. Hai. Ichikan ni Ichuka Nihongo no Mori de Nihongo o benkyou shimasu. Nihongo no Mori là trên gì nhỉ? Tăng kết Nihongo no Mori đấy, đúng không? Địa điểm đấy đúng không? Vâng. Hoặc là Zumori đấy. Ichuka là năm buổi đúng không? Năm buổi. Nghe gì ạ? À đây là Nihongo no Mori, cũng trung tâm Nihongo no Mori được. Vâng. Một tuần tôi học tiếng Nhật. Tôi học tiếng Nhật. Năm buổi tại Nihongo no Mori. Năm ngày đúng không? Vâng, năm ngày ạ. Ichuka đấy. Tiếp. À, cuối cùng này, động từ đa kê danh từ chỉ động cơ được chưa? Chỉ nó có nghĩa là chỉ thôi. Từ đứng trước danh từ này. Bây giờ các bạn đọc ví dụ đi. Ok. Ngay nào. Watashi wa zasai o tabemasen niku dake tabemasu. Là gì đấy? Là tôi không ăn rau. Chỉ ăn thịt. Đúng rồi, tôi không ăn rau, chỉ ăn thịt thôi đúng không? Tiếp. Uchi no wanchan wa gyu niu dake suki desu. Ừ, suki chỉ thích gì đấy? Chỉ thích sữa. Thích con này nào? Wanchan wanchan nhà tôi
chỉ thích sữa. Bé Wan nhà tôi. Ok. Wan. Uchino Wan chẳng được đấy. Uchino này là của bạn với lại Watashi đấy. Vâng. Watashi. Nhà tôi. Uchino không phải là nhà đâu. Uchino Wan chẳng. Wan ở đây là gì? Con chó. Con chó con đấy. Chú chó ở Wan chẳng là chỉ là chú chó con nhà tôi đúng không? Chú chó nhà tôi. Uchi này bảo mẹ Watashi đấy. Chú chó của tôi. Chú chó của tôi thì chỉ thích sữa. Sữa thôi đấy. Ok. Hai. Tiếp. Mai nhị chi. 4時間 đake nemasu. 5時間 đake nemasu. 5時間 đake nemasu. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ 5 tiếng. Ngày nào tôi chỉ 5 tiếng ngủ thôi đúng không? Ngủ 5 tiếng thôi. Được chưa? Vậy. Rồi, tiếp này. Kono class wa onna no ko ga hitori đake imasu. Là gì? Cái lớp học này chỉ có một nữ. Chỉ có một người gái đúng không? Một chỉ một bạn nữ thôi. Sai phụ nó là cả ni sai phụ là ví 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 gì vậy ví đấy trong ví chỉ có 100 yên 100 yên đa kế arimas này tiếp この súpa wa yasai đa kế yasui desu cái siêu thị này chỉ có rau là rẻ yasui là rẻ đấy hết rồi còn tiếp tiếp này watashi wa okane đa kế arimas nè ありません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 
chỉ ăn cơm sáng. Vào buổi sáng. Tôi chỉ không ăn sáng. Okay. Chỉ buổi sáng, chỉ... tối. Tôi không ăn cơm. Hay là tôi không ăn cơm, chỉ vào buổi sáng. Hay là gì thế này nhỉ? Chỉ có buổi sáng là tôi không ăn cơm. À, chỉ có buổi sáng là tôi không ăn cơm, đúng không? Nghe chuẩn rồi đúng không? Chỉ có buổi sáng là tôi không ăn cơm. Cuối cùng này, 今から日本語だけ勉強します。Bây giờ, từ bây giờ tôi chỉ học tiếng Nhật thôi. Bây giờ tôi chỉ học tiếng Nhật thôi, đúng không? Chỉ học tiếng Nhật thôi đấy. OK chưa? Hey, hai bạn hãy đơn giản đấy đúng không? Bạn nhớ ôn tập thật là nhiều nhá. Hai các bạn. Hai, kiểu nói chuyện của học cũng đều hoàn thành. Các bạn, cảm ơn các bạn. Thầy, cảm ơn các bạn. ひとつ、ふたつ、みつ、よつ。ひとつ、ふたつ、みつ、よつ。つくえの上に本が何冊ありますか？つくえの上に本が何冊ありますか？どのくらい会社を休みますか？どのくらい会社を休みますか？私はザサイを食べません。私は野菜を食べません。Trong bài này thì các bạn chú ý cho mình một âm, một phát âm mà rất là khó và nhiều người bị sai phát âm này, đó là zi. Zi. Các bạn nhớ âm chữ zi này đúng không ạ? Phát âm của nó rất là khó. Và mình cũng xin nhắc lại là cái này không phải là chư các bạn nhé, không phải là chư hay chứ hay trừ gì, mà nó là zi. Zi. Hai hàm răng của chúng ta nghiến lại, lưỡi của chúng ta di chuyển tới cái phần chạm của hai hàm răng này và chúng ta bật ra âm gió. Zi. Zi. Ở trong bài này thì rất là vất vả cho các bạn bởi vì chúng ta học về số đếm. Ví dụ như là đếm zi, đếm vật cơ bản đúng không ạ? Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, đúng không ạ? Nếu các bạn nào mà hay gặp phải lỗi phát âm khi phát âm chữ zi này thì các bạn có thể xem lại video của cô Yuka và chúng ta sửa các bạn nhé. Tiếp theo ở trong bài này các bạn cũng không được quên lưu ý những phát âm mà chúng ta rất dễ mắc phải, đó là chữ ya. Ya. Ví dụ động từ yasumimasu là gì ạ? Là nghỉ đúng không ạ? Phát âm chuẩn của nó phải là yasumimasu. Yasumimasu chứ không phải yasumimasu các bạn nhé. Yasumimasu hoàn toàn sai. Y và ya. Ya, ya, yasumimasu. Và cuối cùng đó là các bạn cũng
không được quên lưu ý tới phát âm shi. Shi là sờ nặng chứ không phải là sờ nhẹ các bạn nhé. Watashi, kaisha. Watashi, watashi no kaisha. Chứ không phải watashi no kaisha. Cái này hoàn toàn sai các bạn nhé. Bởi vì phát âm của nó hơi nặng một chút.